Từ khởi nguyên của triều đại Sir Alex Ferguson, ông luôn tạo nên thành công cho Manchester United với sức mạnh từ những chân sút hàng đầu thế giới. Từ Mark Hughes, Andy Cole, Dwight York cho đến Ruud van Nistelrooy, thứ bóng đá được trình diễn tại Old Trafford trong suốt 26 năm tại vị của Mr. Kẹo Cao Su luôn khiến người ta phải mê mẩn và đắm say. Bước vào thế kỷ 21, United nhanh chóng trình làng hai cầu thủ trẻ đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của chính họ để giúp Quỷ Đỏ định hình lối chơi trong kỷ nguyên mới của bóng đá. Họ mang lại danh hiệu, những bàn thắng và là niềm tự hào trên sân cỏ và cùng đưa đội bóng đi lên một tầm cao mới. Đó là Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo. Con đường đến với nhà hát của những giấc mơ của cả hai khá tương đồng. Trong khi Cristiano Ronaldo trưởng thành từ học viện của Sporting Lisbon với tài năng chơi bóng nổi bật, trong một trận giao hữu hè giữa gã khổng lồ Bồ Đào Nha và Manchester United, Ferguson đã ngay lập tức bị ấn tượng bởi chàng trai 18 tuổi và ông lên kế hoạch ẵm mang non này về nước Anh. Trận đấu như một tờ giấy xác nhận đồng ý sau buổi coi mắt. Và khỏi phải nói, cậu thanh niên mảnh khảnh kia rất xuất sắc. Xuất sắc đến đâu thì xin mời các bạn hãy xem qua ngôi đền huyền thoại Cristiano Ronaldo. Thật ra trước khi đến Bồ Đào Nha, Sir Alex có cảnh báo các cầu thủ của mình hãy để mặt đến Ricardo Quaresma hơn là Ronaldo. Nhưng khi trận đấu khép lại, những vị trợ lý và cả chính Fergie liền lên kế hoạch lấy cho bằng được dự kiến của Ronaldo. Vài tuần sau, việc chuyển nhượng của CR7 từ Sporting đến United được hoàn thành nhanh chóng với mức phí 12 triệu bảng. Cũng kể từ đó, con đường trở thành siêu sao hàng đầu của Cristiano Ronaldo được mở ra. Anh được kỳ vọng rất nhiều bởi người ta đã nhìn thấu tiềm năng của một cầu thủ sẽ đi vào một phần lịch sử to lớn của câu lạc bộ. Trong khi đó, cách 53 cây số về phía tây thành phố Manchester, có một tài năng khác cũng đang bay cao trong màu áo của Everton. Tên cậu ấy là Wayne Rooney. Ra mắt Premier League vào năm 2002, Rooney có một khởi đầu như mơ, đặc biệt là ở trận đấu gặp Arsenal. Rooney ghi bàn đầu tiên xa lưới David Seaman ngay ở trận ra mắt để trở thành chân sút trẻ nhất ghi bàn ở kỷ nguyên Premier League. Với những màn trình diễn xuất sắc, anh nhanh chóng được triệu tập vào đội tuyển Anh tham dự Euro 2004. Cả hai đều gây được tiếng vang lớn trong màu áo câu lạc bộ thuở thiếu thời, để rồi được sát cánh cùng nhau từ mùa hè 2004 sau khi Rooney hoàn tất những thương thảo để rời khỏi đội bóng thành phố cảng Liverpool với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 25 triệu bảng, con số đắt nhất lịch sử United dành cho một cầu thủ 18 tuổi. Không khiến nhiều người phải hoài nghi, chân sút người Anh lập ngay một hat-trick ngay trận đấu đầu tiên ở Champions League vào lưới Fenerbahce. Ngay thời điểm đó, với sự trẻ trung, song sáo và nhiệt huyết, rõ ràng Man United đang sở hữu một báu vật đầy hứa hẹn sẽ đem lại thành công trong tương lai. Manchester United mạnh tay gạt đi những công thần từng đem lại thành công cho họ trong quá khứ để tạo điều kiện phát triển cho những cầu thủ trẻ. Những tiềm năng sẽ đưa Quỷ Đỏ tiến lên một tầm cao mới. Tương lai có vẻ rất sáng lạng ở Old Trafford. Như mùa giải 2004-2005 đó, nhà hát của những giấc mơ phải điều hưu với chẳng một danh hiệu. Họ thua trận chung kết FA trước Arsenal, dừng bước ở bán kết League Cup và đứng thứ 3 Premier League sau Arsenal và Chelsea, thế lực mới nổi của bóng đá khi đó. Tuy thất bại cùng tập thể, nhưng ở hạng mục cá nhân, bộ đôi trên vẫn tỏ ra rất xuất sắc. Mùa giải đầu đầy khả quan của Rooney với 11 bàn thắng, anh là cây săn bàn hàng đầu của câu lạc bộ tại Premier League, giúp Rooney được trao giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm từ PFA. Thành tích ghi bàn của Cristiano Ronaldo tuy có ít hơn đôi chút, nhưng cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn tạo được ảnh hưởng và dấu ấn với 4 bàn thắng quan trọng ở FA Cup, trực tiếp đưa United lọt đến trận chung kết. Năm tiếp theo, Quỷ Đỏ giành được danh hiệu cúp Liên đoàn Anh sau khi đánh bại Wigan 4-0 trên sân Thiên Niên Kỷ. Sau một loạt những màn thể hiện cho thấy sự trưởng thành, Rooney và Ronaldo chứng tỏ mình có thể chơi tốt hơn phần còn lại và tự tin vào suất đá chính. Nhưng cái giá phải trả cho sự trưởng thành đó là sự mất cân bằng trong phòng thay đồ khiến các ngôi sao tưởng chừng không thể đụng đến tự ái. Ronaldo bây giờ chắc chắn là cái tên xuất sắc nhất và tài năng nhất tại câu lạc bộ, nhưng Ruud van Nistelrooy lại ngứa mắt với phong cách chơi bóng có phần rườm rà của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Đến World Cup 2006,
Hai sao trẻ Ronaldo và Rooney cùng trong một áo câu lạc bộ đã có những va chạm nảy lửa với nhau trong một áo đội tuyển. Trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Anh, khi Rooney bị Ricardo Carvalho khóa chặt và tiền đạo người Anh liền tỏ thái độ phản ứng. Nhận thấy cơ hội, Cristiano Ronaldo lập tức xông vào trọng tài chính và yêu cầu ông đuổi khỏi sân người đồng đội của mình tại câu lạc bộ. Trọng tài buộc phải đưa ra quyết định dưới áp lực của cả đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh sau đó chỉ còn chơi với 10 người, tiếp tục châm dầu vào lửa. Cầu thủ chạy cánh người Bồ còn nháy mắt với bàn ghế huấn luyện và từ đây, người hâm mộ nước Anh bắt đầu hình dung về những màn trả thù nếu Ronaldo trở về Man United. Truyền thông tất nhiên đã lợi dụng tình hình mà tung ra nhiều tin đồn có phần thất thiệt cho nửa đỏ thành Manchester, rằng Ronaldo sắp phải khăn gói rồi Old Trafford, rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha cảm thấy cô độc và nhen nhóm mới định chia tay quỷ đỏ, nhưng rồi chẳng có cuộc chia tay nào cả. Câu lạc bộ nhận thấy Ronaldo chính là yếu tố không thể thiếu cho những kế hoạch của họ trong tương lai, bằng mọi cách phải giữ Ronaldo ở lại. Sự cố ở World Cup có lẽ là bước ngoặt khi câu lạc bộ bắt đầu kỷ nguyên thống trị của họ trên mọi đấu trường, đặc biệt là Champions League. Hàng phòng ngự được tăng cường chất thép với những cái tên đầy chất lượng như Patrick Evra và Nemanja Vidic. Ruud van Nistelrooy cuối cùng mới là cái tên phải khăn gói rời nước Anh sau những lùm xùm với Sir Alex và cậu học trò cưng Ronaldo. Quỷ đỏ thực sự sẵn sàng với một đội hình giàu sức trẻ và khát khao cống hiến. Căng thẳng như Rooney và Ronaldo cũng được giải quyết khi hai cầu thủ cùng câu lạc bộ hướng đến mục tiêu chung, giữ cho nhau tinh thần và sự lạc quan tốt nhất để chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu ở Premier League. Ronaldo được tung hô như ngôi sao sáng nhất. Mùa 2006-2007 là thời điểm anh khẳng định đẳng cấp trong màu áo đỏ. United cho thấy sự lì lợm với chỉ hai trận thua ở nửa đầu mùa giải. Cristiano Ronaldo bên cạnh những sự hỗ trợ lớn từ tuyến dưới, hiếm khi nào bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn và liên tục điền tên mình lên bảng tỷ số. Cuối năm đó, tiền đạo này càng tô điểm thành tích của mình khi liên tục nổ súng giúp quỷ đỏ đánh bại mọi đối thủ khó nhằn. Kẻ thách thức cuối cùng của họ là đương kim vô địch Premier League Chelsea. Đoàn quân của Jose Mourinho bộc lộ những điểm yếu và không thể bắt kịp United. Đầu tháng 10, quỷ đỏ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và duy trì ngôi vị suốt 31 vòng đấu còn lại, cùng với 83 bàn thắng được ghi. Đối với Ronaldo, đó cũng là tiền đề giúp anh đạt giải thưởng danh giá cầu thủ xuất sắc nhất năm do PFA bình chọn, cầu thủ của năm do người hâm mộ bình chọn. Tuy vậy, hành trình tại Champions League của họ lại không thực sự thuyết phục. Có được chiến thắng giòn giả trước Roma trên sân nhà với tỷ số 7-1, nhưng quỷ đỏ phải dừng bước ở bán kết trước AC Milan. Ở FA Cup, United nhận thất bại trước chính Chelsea ở chung kết, nhưng mùa giải tiếp theo mới là đỉnh cao, quỷ đỏ bước vào một kỷ nguyên mới. Alex Ferguson vạch sẵn từng đường đi nước bước, ông mang về Carlos Tevez để giúp hoàn thiện hơn hàng tấn công. Rooney chính thức được khoác áo số 10, sử dụng sơ đồ 4-4-2 trứ danh. Ronaldo có một khởi đầu chậm chạp khi chẳng ghi được bàn thắng nào đến cuối tháng 9. Rooney cũng vậy, quỷ đỏ thậm chí còn lơ lửng ngay trên nhóm xuống hạng sau 3 trận đầu tiên không biết đến mùi chiến thắng. Tuy nhiên, một đội hình chất lượng như vậy giúp Man United tự tin giành thắng lợi từ tuần này sang tuần khác. Họ chứng tỏ đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu xứ sương mù. Mặc dù Rooney bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2007-2008 vì gặp vấn đề với mắt cá, đội bóng vẫn đảm bảo sự thống trị của mình nhờ sự nguy hiểm của Ronaldo trước khung thành đối phương, vẫn tiếp tục bùng nổ như mùa giải trước đó. Ronaldo đoạt danh hiệu vua phá lưới Premier League với 31 bàn, trở thành cầu thủ đầu tiên sau Alan Shearer ghi hơn 30 bàn thắng một mùa, kỷ lục được huyền thoại người Anh xác lập 12 năm về trước. Manchester United giữ lại phong truyền thống mình danh hiệu ngoại hạng, dù có chút vất vả hơn với sự bám đuổi gắt gao từ Chelsea và Arsenal. Thành tích ở Champions League của họ cũng vô cùng ấn tượng, bất bại suốt vòng bảng với 5 thắng 1 hòa. Rooney và Ronaldo ghi đến 8 trên tổng số 13 bàn. Đến vòng knockout, họ khá nhọc nhằn để có thể đánh bại Lyon, tiếp tục thắng Roma ở tứ kết. Rooney và Ronaldo mỗi người ghi một bàn ở thủ đô nước Ý trước khi Tevez ấn định tấm vé vào chơi bán kết, đụng độ Barcelona trên sân nhà. United tiếp tục chiến thắng nhờ bàn thắng duy nhất của Posco. Trong trận chung kết tại Moscow, quỷ đỏ gặp lại đối thủ quen thuộc Chelsea, đội bóng thua chính họ trong chiến dịch Premier League. Luzhniki đêm mưa năm đó, Ronaldo nhanh chóng mở tỷ số, nhưng Frank Lampard cũng lập tức gỡ hòa cho The Blues. Cả hai bàn thắng duy nhất của trận đấu đều đến ở hiệp 1. Căng thẳng bất ngờ xảy ra khi Drogba bị đuổi ở cuối hiệp phụ thứ hai. Cả hai đội cùng bước vào loạt penalty cân não để tìm ra nhà vô địch. Rooney khi đó đã rời sân vào phút 101, trong khi cú đá của Ronaldo lại bị Peter Jack xuất sắc chặn đứng. Những hình ảnh thất bại đêm đó thuộc về John Terry với cú trượt chân đáng quên. Để rồi lực đá của Nikola Anelka đã không thắng được Van der Sar. Anh đưa Man United lên ngôi vương Champions League lần thứ 3 trong lịch sử, một danh hiệu xứng đáng với công sức của toàn đội đã bỏ ra trong suốt mùa giải. Cặp đôi Rooney-Ronaldo một lần nữa khiến người ta phải nhắc đến mình. Họ ghi được 60 bàn thắng ở mỗi đấu trường, bất chấp những khó khăn do chấn thương Rooney gặp phải ở đầu mùa.
Tiền đạo người Anh vẫn đóng góp tích cực cho United ở đấu trường châu lục cũng như các trận đấu cúp là FA và Liên đoàn. Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao khi bảo vệ danh hiệu cá nhân do PFA trao tặng. Thêm nữa là giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Premier League và chiếc giày vàng châu Âu. Anh cũng ẩm luôn ngôi vị cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu với cả thảy 42 bàn. Anh lần đầu tiên đứng trên đỉnh cao danh vọng với quả bóng vàng châu Âu và cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA lần đầu tiên trong sự nghiệp. Bộ đôi này tiếp tục lặp lại thành tích ấn tượng ở giải quốc nội mùa sau khi vô địch Premier League lần thứ 18. Màn trình diễn trước Tottenham Hotspur, trận đấu chìa khóa cho cả mùa, cả Rooney và Ronaldo liền tỏa sáng giúp Man United tái lập lợi thế trong cuộc đua vô địch. Trận đấu này thể hiện rõ một quỹ đạo quyết tâm qua từng trận đấu. Điều đó cũng giải thích vì sao United lại thành công đến thế dưới bàn tay của Sir Alex. Đội chủ sân Old Trafford giành thêm vào phòng truyền thống mình danh hiệu FIFA Club World Cup và League Cup. Ở châu Âu, họ tiếp tục thống trị khi Ronaldo nối dài chuỗi ngày ghi bàn. Họ dễ dàng đánh bại Inter trước khi bàn thắng tuyệt diệu của Ronaldo trở thành điểm nhấn cho trận thắng 3-2 trước Porto. Bàn thắng tuyệt đẹp đó của CR7 cũng giúp chân sút này giành danh hiệu FIFA Puskas. Anh lập lại một siêu phẩm trước Arsenal, lần này là một cú đá phạt với khoảng cách 36,5m từ khung thành. Nhưng ở Rome, họ không thể tái lập thành tích ấn tượng như mùa giải trước. United thất thủ 0-2 trước Barcelona của Pep Guardiola, vị huấn luyện viên được xem là thành công nhất trong triết lý bóng đá hiện đại. Đây cũng có lẽ là điểm mở đầu cho triều đại thống trị với những thống kê khủng khiếp của bộ đôi kỳ phùng địch thủ Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Cuối mùa, Ronaldo chia tay quỷ đỏ để chuyển đến Real Madrid, qua đó chấm dứt sự hợp tác cùng Rooney với 46 bàn thắng trong suốt mùa giải cuối cùng. Suốt 5 năm sát cánh bên nhau, bộ đôi Rooney Ronaldo cùng giành được 7 danh hiệu, ghi đến 215 bàn và cũng đưa quỷ đỏ bay cao ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Sau ngày Ronaldo ra đi, United rõ ràng đã thất bại trong việc tìm kiếm một số 7 thay thế. Dù không ít lần những người mới tỏ ra vô cùng tiềm năng, Rooney sau ngày chia tay với Ronaldo đã vươn lên trở thành thủ lĩnh của câu lạc bộ. Dù cũng ghi được rất nhiều bàn thắng và cống hiến toàn bộ sức trẻ của mình cho màu áo đỏ, nhưng có cảm giác Rooney vẫn chơi hay nhất khi được sát cánh cùng Ronaldo. Họ là bộ đôi cực kỳ lý tưởng dành cho nhau. Từ Manchester đến Tokyo, từ Rome cho đến Moscow, bộ đôi này luôn biết cách tàn sát mọi khung thành, hủy diệt mọi hàng phòng ngự để đưa về vẻ đẹp và tôn chỉ của câu lạc bộ ngày càng vươn xa.